lý do mà người yêu tôi đam mê mô hình. Đó là anh đi ngủ với ông mô hình luôn đi, đừng ôm em nữa. Thôi mà. Anh đi mua trà sữa cho em nha. Mày biết tại tao. À? Tôi xong rồi. Ủa? Mày Quý Đen hả? Kỳ này ông gì biết tao tôi. Anh ơi, vừa mới nhận được một củ nè. Cảm ơn mày đó. Nó hơi quen. Không cần đâu, em cho anh đi mua mô hình mới á. Thiệt hả? Ừ. Rồi đi xuống gầu nha. Tất nhiên, nhưng mà anh phải giúp em làm việc nhà cái đã. Có gì lo. Ủa, mày đang xịt gì vậy? Anh dùng xịt thơm quần áo của Dainty Julie Hao nè. Dùng này tiện lắm luôn á. Vừa xịt thơm quần áo, vừa khử được nám tóc, vừa còn ngọt mát nữa. À, chờ em đến thứ hai thì không ai là chủ nhật. Chứ sao, thì cái này còn thay được body mist với cả nước xe bãi. Tiện thể, thay luôn liệu mới. Cái gì? Chú ơi, giận nghe xong rồi. Go. Em đùa đó. Nè.